Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua về tin chính trong ngày hôm nay. Zidane và những liên kết dẫn dắt MU. Xác định bộ đôi thay Casemiro và Varane. Hiểu nằm tai hại về Man United và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zidane và những liên kết dẫn dắt MU. Khi Sir Jim tiếp quản mảng bóng đá của Manchester United trong bối cảnh thành tích tồi tại của câu lạc bộ dưới thời Eric Ten Hag rất nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh cho rằng Ten Hag sẽ bị sa thải sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Không thể phủ nhận sức hút của Man United và những thách thức lớn khi tiếp quản ghế huấn luyện viên mà Erik Ten Hag để lại nếu rời đi. Trong khi đó, Zinedine Zidane đang ở ứng cử viên hàng đầu. Thực tế, sau khi rời Real Madrid, Zidane đã có 3 năm không được đến công tác huấn luyện. Chiến lược gia người Pháp chủ yếu tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, góp mặt trong những trận cầu gây quỹ. Với Zidane, ông chưa vội vàng trở lại về nhiều lý do. Zidane đang trở ghế huấn luyện viên đội tuyển Pháp Zidane đang được PSG liên hệ, Zidane đến MU là những mục tin được đồn đoán nhiều nhất. Tuy nhiên, viễn cảnh huấn luyện viên người Pháp gia nhập Old Trafford thật sự rất mong manh. Man United đang đuối và dối bời trong công tác cải tổ đội bóng. Zidane được xem là phao cứu sinh của họ dưới triều đại mới khi sơ diêm tất cả và bộ sậu chuyên nghiệp đánh đạo của câu lạc bộ thành Manchester. Do vậy, việc MU có thể sa thải Ten Hag ở mùa hè 2024 sau đó bổ nhiệm Zidane hay không vẫn là những dấu hỏi rất lớn chưa được giải đáp. MU xác định bộ đôi thay Casemiro và Varane. Truyền thông Anh cho hay đội chủ sân Old Trafford đang dần mất kiên nhẫn với tiền vệ người Brazil. Chứng kiến phong độ thất thường nơi Casemiro, Man United đa đang lên kế hoạch thay thế cựu sao Real Madrid, trong đó tiền vệ Amada Onana của Everton là một trong những mục tiêu hàng đầu được quỷ đỏ nhắm tới. Thậm chí trong thông tin cập nhật mới đây từ The Sun, đội chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh tiến độ đàm phán với Everton nhằm sở hữu ngôi sao người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal cũng như Chelsea đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Onana. Về phần Everton, đội chủ sân Golden Park cũng bật đèn xanh để cầu thủ 22 tuổi rời đi trong tương lai gần. Bởi đội bóng vùng Manchester đang gặp rắc rối liên quan đến quy tắc lợi nhuận bền vững của ban tổ chức ngoại hạng Anh. Theo đó, 52 triệu bảng có thể là điều kiện để Man United sở hữu Onana. Bên cạnh đó, MU cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế cho trung vệ người Pháp Rafael Varane. Cựu giám đốc của Everton, Kevin Winnett, định giá Rara Brongate lên tới 100 triệu bảng trước sự quan tâm từ MU và Real Madrid. Phát biểu trên podcast Insider Chat của Football Insider, vị này đã gọi Bronwet là một tài năng lớn tại Goldison Park và khẳng định mức giá của anh có thể tăng vọt. Bronwet đang thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn khắp châu Âu, thậm chí cả Real Madrid ở tuổi 21, anh đã nọt vào top trung vệ xuất sắc nhất ở ngoại hạng Tuy nhiên, Everton tuyên bố sẽ chỉ đồng ý nhà người nếu nhận về 85 triệu euro. Hiểu nằm tai hại về Man United. Dạng sáng ngày 25 tháng 4 giờ Việt Nam, Man United đã hai lần để Sheffield United dẫn trước. Dù vậy, Quỷ đó đều trở dậy và gỡ hòa để giành chiến thắng 4-2 chung cuộc nhờ những bàn thắng muộn. Trong thời điểm hàng công của Man United bế tắc thì Harry Maguire đã tỏa sáng đúng lúc để đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 42, đó là khi anh thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Garnacho. Nhìn chung, MU có khoảng thời gian cuối thi đấu bùng nổ, qua đó ngược dòng thắng 4-2 cùng thời điểm Newcastle United bất ngờ thua Crystal Palace 0-2. Và với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Eric Ten Hag vươn lên vị trí thứ 6, vị trí giúp họ có vé dự Europa League. Nhìn vào kết quả, ai cũng nghĩ Man United có trận đấu bùng nổ. Tuy nhiên, quả thật nối đá của mẫu vẫn vậy, cảm giác quỷ đỏ không cho thấy họ là một đội bóng lớn. Cần biết rằng đối thủ của họ chỉ là một Sheffield United đang chìm dưới đáy bảng xếp hạng và gần như chắc suất rớt hạng. Thật vậy, Sheffield United thủng lưới tới 90 bàn, kỷ lục tệ hại chưa từng có trong lịch sử ngoại Anh. Trên sân nhà Old Trafford, MU cũng tạo nên một thống kê đáng xấu hổ. Theo đó, họ để đội bét bảng Sheffield United chọc thủng lưới đến hai lần. Trước đó, Sheffield chỉ có đúng một lần ghi được hai bàn trên sân khách, đó là trận gặp Bournemouth. Cả hai bàn thua của Quỷ Đỏ đều xuất phát từ những sai sót của hệ thống nơi hàng phòng thủ. Phút 35, Anderson chuyển thẳng vào chân đối phương, cầu thủ đội khách chớp cơ hội tung ra cú sút tung lưới đội chủ nhà từ góc hẹp. Đến phút 50, bốn cầu thủ của MU đứng trước mặt đối phương nhưng vẫn đề cầu thủ đội khách đẹp cận thành tung nóc lưới Onana. Với một đội đang cạnh tranh tốc đầu như MU, đáng lẽ điều này không được phép xảy ra. Rất may cho MU bởi Sheffield United quá tệ, nơi đội chủ sân Old phung phí hàng loạt cơ hội nhưng vẫn chỉ ghi được đến bốn bàn vào lưới đội khách. Chưa kể, huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng cần phải gửi lời cảm ơn tới Bruno Fernandes. Trong thời khắc khó khăn nhất, chính Bruno Fernandes đã tỏa sáng, tiền vệ người Nha đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để thực hiện cú đá 11m thành công gỡ hòa 2-2. Man United thi đấu không quá vượt trội sau đó, tuy nhiên nhờ siêu phẩm xuất xa của Bruno Fernandes, họ đã có bàn thắng dẫn trước 3-2 ở phút 81. Cũng chính anh đã có đường kiến tạo để đá mút ấn định chiến thắng 4-2 nhọc nhằn. Bruno Fernandes đã ghi 7 bàn sau 6 lần ra sân gần nhất tại ngoại hạng Anh, trước đó anh phải trải qua tới 45 trận ở giải đấu để ghi 7 bàn. Với cú đúp trước Sheffield United, đây là lần đầu tiên anh ghi được hơn hai bàn thắng trong hai trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Nhìn chung, ai cũng nghĩ MU có trận thắng tương bừng trước Sheffield United, song thật ra thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đang thể hiện một mặt kém thuyết phục. Cứ đạt thế này, MU khó mơ nổi sắc. Mason Greenwood đắt hàng, MU có thể bán 21 cầu thủ. Bác sĩ Heran Madrid cũng được cho là quan tâm đến Mason Greenwood. Getafe cũng muốn đặt vấn đề hỏi mượn Mason Greenwood thêm một mùa giải nữa. Trong khi đó, Juventus thực sự kết tài năng của cầu thủ người Anh nhiều nguồn tin tiết lộ Mason Greenwood đang tận hưởng cuộc sống ở Madrid, điều đó giúp Greenwood tỏa sáng trên sân cỏ. MU được cho muốn bán Greenwood nếu nhận được đề nghị rơi vào khoảng 50 triệu bảng. Bên cạnh đó, Manchester United có thể chia tay tới 21 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây trong một cuộc cải tổ toàn diện dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Danh sách do Manchester Evening News đưa ra có nhiều ngôi sao đáng chú ý như Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Cole McTominay, Anthony Martial, Marcus Rashford, Anthony Brandon, William, Donny van der Beek, Jadon Sancho, Mason Greenwood và Jonny Evans. MU có 13 cầu thủ để Ineo xây dựng đội hình. Từ đâu, Sir Jim Jacknip đã không ngần ngại cho biết quan điểm của mình về cách tiếp cận của Man United trong thập kỷ qua. Quỷ đó bị cho là kẻ kiếm tiền ngu ngốc quá lâu rồi, đó là cụm từ Ratcliffe sử dụng vào năm 2019 khi thảo luận về câu lạc bộ mình hâm mộ. Từ đó đến nay, việc chi tiêu của Man United ngày càng lộn xộn thay vì hợp lý hơn. Chỉ cần nhìn vào số tiền 85 triệu bảng được chi cho Anthony hoặc việc Man United trao cho Casemiro 30 tuổi một hợp đồng 5 năm để thấy rõ vấn đề. Việc bổ nhiệm John Mutok làm giám đốc bóng đá thực sự không dẫn đến một sự thay đổi đáng kể nào. Sir Jim nói với tờ dơ tham, tập đoàn Ineo không bao giờ muốn trở thành kẻ kiếm tiền ngu ngốc, không bao giờ. Mẫu U đang gặp khó khăn lớn với tư cách là một doanh nghiệp, họ chưa có lựa chọn đúng đắn huấn luyện viên, họ mua sắm không tốt, họ có những khoản tiền ngu ngốc mà bạn thấy cho những cầu thủ như Fred. Công bằng mà nói, Fred đã đóng góp không tồi tại Old và những người đến MU sau tiền vệ 50 triệu bảng này lại càng không xứng đáng với số tiền bỏ ra. MU cần những thay đổi nhưng dù sao vẫn còn có một số cầu thủ kỳ đỏ xứng đáng làm đồng cốt để ino xây dựng xung quanh. Andre Onana và Atay Bendy sẽ được đảm bảo vị trí của mình ngay cả khi thủ môn số 1 của Man United chưa hoàn toàn thuyết phục kể từ khi đến Old Hợp đồng của Tomerton sẽ hết hạn vào mùa hè và anh ấy nhiều khả năng sẽ ra đi. Ở hàng phòng ngự, hợp đồng 5 năm của Diogo Danos cho thấy MU thực sự tin tưởng vào anh. Trong khi đó, Nuxo là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định và đáng tin cậy nhất đội hình. Sự vắng mặt của Nicandro Martinez đã được cảm nhận rõ ràng trong năm nay. Màn trình diễn của Harry Maguire là đủ để thuyết phục tất cả, đặc biệt khi Rafael Varane nhiều khả năng sẽ ra đi và Victor Lindelof có thể bị bán vào mùa hè. Nơi tuyến giữa, Bruno Fernandes có thể chia rẽ quan điểm với tư cách là đội trưởng, nhưng anh thường xuyên là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United Kobe là một trong những viên ngọc quý của học viện, trong khi Christian Eriksen rất đáng tin cậy. Sự nghiệp ở Old Trafford của Mason Mount không được như kỳ vọng, nhưng còn quá sớm để loại bỏ cựu sao Chelsea. -si. Ramut Hanon là sự lựa chọn cho tương lai và anh thực sự hứa hẹn. Alejandro Garnacho có tương lai lâu dài ở Old Trafford, trong khi Marcus Rashford dù sa sút nhưng vẫn là ngôi sao của Old Trafford. Anthony Martial dự kiến sẽ ra đi khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè này. Trong khi đó, Anthony có thể được cắt nỗ, đặc biệt nếu Erik Ten Hag không còn tại vị tại chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Sofian Amrabat vẫn chưa đủ tốt để được Man United mua đứt, trong khi Facundo Benetti gần như không có cơ hội để thể hiện bản thân. Donny van der Beek sẽ được phanh phước mua đứt, còn giai đình Sancho có thể tái ngộ Borussia Dortmund. Casemiro có thể bị bán khi là một trong những người có thu nhập cao nhất câu lạc bộ nhưng lại nhạt nhòa trong mùa giải này. Man United hứa hẹn sẽ có một mùa hè bận rộn, tình hình sẽ khó khăn hơn, nhưng với sự lãnh đạo của Ineo có thể là một mùa hè mà Man United chi tiền hợp lý thay vì ngu ngốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!